Và đây là bến phà Lộc Giang Đức Hòa, Tây Ninh các bạn. Và giờ chồng mình sẽ quay phần 2. Quay phần 2 này từ bến phà này về đến Sài Gòn, mình về đến Phước Thạnh trên quốc lộ 22 các bạn. Dài khoảng 16 km. Ở đây là xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An các bạn. Ở bên kia là Tây Ninh, bên đây là Long An. Và vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn, cô chú anh chị theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Các bạn có xem video, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng mình nha các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đến tinh thần của hai vợ chồng mình, để hai vợ chồng mình có thêm động lực quay nhiều video về đường xá tại Việt Nam hơn nữa, để các bạn cùng vợ chồng mình thưởng lãm cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam các bạn, nơi mà vợ chồng mình đi qua và lưu lại để các bạn cô chú anh chị cùng thưởng lãm. Ở giao lộ này mình đi thẳng các bạn. Đây là tỉnh lộ 821 ở Lộc Giang, Đức Hòa, Long An. Hướng đi từ cửa khẩu Trung Dầu ở Phước Chỉ về Sài Gòn các bạn. Tổng chiều dài của đường đi từ Campuchia, cửa khẩu Trung Dầu về Sài Gòn ở Phước Thạnh, chẳng bạn Tây Ninh, đi đường vòng vèo khoảng 26 km. Còn nếu các bạn mà tính theo đường chim bay thì chưa đến 20 km nha các bạn. Có lẽ là con đường đi biên giới gần nhất từ Sài Gòn đến nước bạn Campuchia. Xe tải thì giới hạn tốc độ 40 mà. Đường này mỗi trục xe là 10 tấn. Thank you.
do lọt phía trước mình rẽ trái các bạn. Vợ chồng mình đang đi trên đường tỉnh lộ 821. Các bạn rẽ phải về Tân Mỹ, rẽ trái về Trảng Bàng. Mình rẽ trái. Tốc độ là 60 km/h. Đường này là đường DT825. Xã Lộc Giang các bạn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là khu công nghiệp Thành Thành Công các bạn. Đây là ở Đức Hòa, Long An. Cổng chào khu công nghiệp Thành Thành Công. Qua cầu này là hết địa phận của Long An các bạn. Qua bên kia là Tây Ninh, thị xã Trảng Bàng. Cầu này cầu Quan. Qua bên đây là thị xã Trảng Bàng. Đường Quỳnh Thị Hương. Sẽ rẽ vào đường Quỳnh Thị Hương bên phải các bạn.
bạn đi thẳng ra là các bạn ra quốc lộ 22, còn mình rẽ về Sài Gòn. Ở đây xã An Hòa, thị xã Trảng Bàng các bạn. Mình rẽ vào đường Quỳnh Thị Hương. Chùa Hòa Lâm ở bên trái mà. Ở cụm này mình thấy có hai cái chùa và một cái đình rất là lớn. Thank you.
cầu thanh niên trên đường Quỳnh Thị Hương ở thị xã Trảng Bàng các bạn. Ở đây là vô trung tâm thị xã Trảng Bàng nha các bạn. Phường Lộc, khu phố Lộc An. Ở đây mình rẽ phải các bạn. Đường Hương Lộ 10, đoạn đằng kia mình thấy để là đường N2. Bên phải mình cặp cái con kênh có bờ kè rất là đẹp, còn có hành dừa. Đường này là đường Hương Lộ 10. Trên bản đồ mình thấy chị Google để là quốc lộ N2. Đây bên trái mình có cánh đồng bát ngát trồng hoa sen. Trên bản đồ mình thấy để là quốc lộ N2 các bạn. Ở đầu đường thấy để là tỉnh đường Hương Lộ 10. Khu phố văn hóa là đây là trung tâm thị xã các bạn. Thị xã Trảng Bàng. Ở giao lộ phía trước mình rẽ trái nha các bạn.
là đường An Khương. Chiều đường này rất là đông, thank you.
ở đây là phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng các bạn. Hồi xưa là huyện Trảng Bàng, hôm nay là lên thị xã Trảng Bàng nên nhiều bản hiệu còn để là xã, nhiều bản hiệu để là phường. Mình thì không phải là dân ở đây nên mình thấy đoạn nào ghi như thế nào mình đọc như thế đấy các bạn. Phía trước mình là quốc lộ 22 các bạn, đường Xuyên Á ngay chợ Suối Sâu. Và vợ chồng mình sẽ kết thúc video ở địa phận xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi các bạn, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn các bạn. Kết thúc phần đi từ bến phà Lộc Giang ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về đến Sài Gòn ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, qua khỏi cổng chào tỉnh Tây Ninh đó các bạn. Bên phải mình là chợ Suối Sâu các bạn. Phía trước mình là quốc lộ 22. Mình ra quốc lộ 22. Hay cổng chào các bạn, qua khỏi cổng chào đó là địa phận của Sài Gòn các bạn. Và mình kết thúc video ở địa phận của Sài Gòn và kết thúc luôn phần đi từ cửa khẩu Trung Dầu ở đồn biên phòng Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, giáp ranh với nước bạn Campuchia các bạn, về đến Sài Gòn ở xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, dài khoảng 26 km bằng đường vòng. Nếu mà được diêm bay thì mình tính từ ở đây đến đó thì chưa được 20 km bạn. Chưa đầy 20 km. Và ở đây là địa phận của Sài Gòn các bạn. Và vợ chồng mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn cô chú anh chị đã xem hết video của vợ chồng mình, và mình xin kết thúc ở đây ạ.